chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Dũng Tàu của tôi. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ chế biến một cái món mới, lẩu mực ống siêu ngon nha các bạn. Đầu tiên, công đoạn đầu tiên thì chúng ta làm mực ha các bạn ha. Công đoạn làm mực đã xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ rửa sạch mực nha các bạn. Mực này là mực ống nha các bạn. Mực ống giá thị trường hiện tại là 150 một ký nha các bạn. Này thì có trọng lượng là 2,5 kg nha các bạn. Chúng ta rửa sạch, chúng ta lấy những cái vết mực nó còn dính đó các bạn. Chúng ta lột cái vỏ mực hoài nó còn dính đó. Chúng ta rửa sạch nha các bạn, cho miếng mực được trong hơn, đẹp hơn. Mực này là như clip trước chúng tôi cũng trao đổi với các bạn ha. Mực này là mực ống. Thì chúng ta thường thường là chúng ta mua về, chúng ta cắt khúc á, chúng ta chiên bột á các bạn. Mực này nó sẽ có vị giòn và ngon khi chúng ta sẽ chiên bột nha các bạn. Đây, mực đã được rửa sạch nha các bạn. Mực đã xong nha các bạn. Giờ cơ bản thì phần mực đã xong. Rồi chúng ta quay qua chế biến gia vị. Thank you.
đã xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay qua chúng ta làm mực thôi. Đó, mực cũng đã xếp xong rồi các bạn ha. Rồi, chúng ta nấu nồi nước dùng. Đây là sốt cam nha các bạn. Đây là nước cam. Đây là sa tế nha các bạn. Đây, hũ sa tế đây. Chúng ta nấu đậu thái á, thì chúng ta phải nên bỏ cái sa tế nha các bạn. Bỏ sa tế nhiều. Sa tế nhiều đậu thái nó mới ngon nha các bạn. Mình nấu đậu thái siêu cay thì mình nấu nhiều sa tế thì nó ngon nha các bạn. Đây là hũ sa tế thứ hai nha. Để cái vị lòng mực của chúng ta nó được cay á, thì các bạn cho thêm cái ớt khô sa tế nha các bạn. Đây là ớt khô sa tế. Chúng ta bỏ vào cái nồi lẩu của ta thì nó sẽ ngon hơn. Đó, thì tại sao chúng ta phải nấu với xương? Nấu với xương á các bạn, cho nó ngọt cái nước thịt nha các bạn. Xương rồi chúng ta nấu khóm, có vị chua của khóm. Bây giờ thì chúng ta nêm nếm đường các bạn. Đây là đường nha các bạn. Chúng ta cho đường vào. Khoảng 2 muỗng đường nha các bạn. Rồi chúng ta cho cờ no nha các bạn. Khoảng 1 muỗng rưỡi cờ no. Và này bột ngọt, chúng ta cho xíu bột ngọt nha các bạn. Vị nữa đó là nước mắm nha các bạn. Nước mắm thì chúng ta mua loại nước mắm trên su á các bạn. Nước mắm trên su thì nấu lẩu thái nó ngon hơn nha các bạn. Về cơ bản thì nồi lẩu chúng ta cũng đã hoàn thành rồi các bạn. Đây mực nha các bạn. Mực, bún, rau các loại. Thì đây nồi lẩu chúng tôi chiết ra. Đây các bạn thấy hấp dẫn không? Đây rất là hấp dẫn nha các bạn. Thì đây là món lẩu mực ống siêu cay nha các bạn. Đây là lẩu mực ống siêu cay nha các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn. Rồi, lẩu mực đến đây là cơ bản đã hoàn thành. Thì mời các bạn cùng chúng tôi chúng ta thưởng thức nha.
chương mục ẩm thực mùa dịch tập 6 của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ ủng hộ cho mình đó nhé. Cảm ơn các bạn, xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.